Với một chiếc bán tải, anh em có thể đưa bạn gái lên rừng xuống biển. Nhưng bán tải mà như thế này á, chúng ta có thể cùng đưa nhau lên tận cung trăng cơ. Lều camper 80 triệu ngủ được 5 người lớn. Muốn đặt được cái lều này lên thì phải có cái giá này, thêm 30 triệu nữa. Nắp thùng, mở được như thế này, 45 triệu. Che nắng che mưa, thêm 10 triệu nữa mua cái tăng này. Đồ camping thì vô cùng tùy nhu cầu. Tất nhiên, đi bán tải mà không độ lốp với phuộc, người ta tưởng bạn không phải dân chơi. Thêm 100 triệu nữa.